Hello everyone, BDS Cẩm Mỹ 1 xin chào các quý vị, các khán giả và các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn về xã Bình An thuộc huyện Long Thành, giáp xã Lộc An, kế bên thành phố sân bay. Và xã Bình An nó có những thành phố gì? Rất là độc đáo, các bạn đã nhìn thấy gì không? Thành phố Nghĩa Trang, các bạn mà vô đây thì các bạn khỏi suy nghĩ luôn. Rất là đẹp, như khuôn viên, như công viên thành phố vậy. Nói các bạn, cây xanh, tươi tốt, an ninh, rất là an ninh. Và ai là người Đồng Nai, hãy giơ tay chào mình một like nha, giơ tay lên chào, một like. Và ai là người mới biết kênh BDS đầu tiên tại khu vực Long Thành thì hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video kế tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan xã Bình An và kế sân bay Long Thành. Và kế cái xã nào? Và từ xã Bình An sẽ đi liên thôn về những cái phường huyện nào nha. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu lên đường. CM and Kuvisa video BNK Kane BDS Kemi 1 in CH and CMN. YL and HNGD and GC Dean Cho and MK Femter and Kane YouTube. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi. Nếu chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thì đến đường cao tốc rẽ trái, đường giao nhau đến quốc lộ 51, rẽ trái lại vào con đường 7 số 9. Còn ai ở thành phố Biên Hòa mà về, hoặc là những người Bình Dương đi theo quốc lộ 51 về đường ngã ba Thái Lan, ngã ba Vũng Tàu đến ngã ba Thái Lan thì đi thẳng gần đến cầu vượt thì có đường 769, đó là đường vào xã Lộc An, vào thành phố sân bay. Tại sao mình gọi là thành phố sân bay? Bởi vì cái này là mình đã gọi từ trước. Khi sân bay đã hoàn thiện, mật độ sống ở đây rất là nhiều người ở đây sinh sống. Thứ nhất là khu vực, những người dân được tái định cư ở khu vực này. Thứ hai là cơ sở đường phố rất rộng, phải nói là một trong những dự án đường phố đẹp nhất của nước Việt Nam của chúng ta, tại đối diện cổng sân bay Long Thành. Khi chúng ta đi từ đường quốc lộ 769 vào, từ quốc lộ 51 vào đường 769 vào khu tái định cư sân bay Long Thành Bình Sơn, thì ở đây sắp tới là sẽ có một con đường mà các bạn không cần phải đi vào giữa trung tâm tại công an cửa khẩu sân bay quốc tế Long Thành, mà là sẽ có con đường ngay đây sẽ kết nối đi thẳng qua xã Bình An. Hiện con đường này là con đường rất là lớn để đi thẳng và kết nối ra quốc lộ 1A nha các bạn nhé. Đến ở đây là thuộc xã Bình An. Xã Bình An, một phần đất ở đây là thuộc Long Đức, thuộc huyện Long Thành. Và chúng ta sẽ đi về. Hiện bây giờ chúng ta hãy đi đường cũ. Chúng ta bắt đầu vẫn đi đường 769 đến đây. Và chúng ta đi vào khu tái định cư Bình Sơn. Ở khu đây là khu đô thị mới của tương lai, quy hoạch rất là quy mô, kết nối với những dự án tái định cư sân bay Long Thành. Những con đường đây mà ai mà đã tới rồi á, thì cực kỳ là đẹp. Đường rất rộng thênh thang. Nếu về nói về sau này để phát triển mà thương mại thì rất là kinh khủng nha các bạn nha. Và ở bên này là xã Long Đức. Khu vực bên này là xã Bình An. Các bạn nhìn thấy chưa? Xã Bình An. Xã Bình An giáp với xã Long Đức.
Đây là khu vực xã Bình An nha các bạn. Xã Bình An giáp với huyện Thống Nhất. Nếu mà chúng ta mà đi từ miền Bắc vô quốc lộ 1A thì đi vào xa lộ 25 và đến đường 20 là đi vào xã Lộc An. Ở đây là đường vành đai 4 nha các bạn nhé. Đã đi qua của xã Bình An và bên này là xã thuộc huyện Trảng Bom, Trung Hòa, khu vực sẽ đi ngang đấy, con đường vành đai 4. Và để không chờ đợi lâu nữa thì chúng ta hãy tiến vô thẳng trung tâm tại xã Bình An nằm ở đoạn này. Ở xã Bình An trước đây là tất cả những người dân ở đây với xã Bình Sơn, xã Long Đức đều là công nhân nông trường cao su thuộc tỉnh Đồng Nai, đã có từ gần 100 năm nay. Ở đây là ủy ban xã Bình An, đất du lịch An Viễn. An Viễn nghe nhà các bạn, không phải là An Viễn nha. Nông trường cao su An Viễn 25 hecta đi các bạn. Thì ở đây là đường Bắc Sơn. Chỗ này á là thuộc nông trường cao su xã Long Đức giáp với xã An Viễn. Đường Bắc Sơn này là đi thẳng ra vòng xoay 60m song song với xã Tam Phước và khu công nghiệp Giang Điền nằm ở đoạn này. Nếu như sau này mà người Biên Hòa chúng ta sẽ đi từ vòng xoay đi vào đường Võ Nguyên Giáp, chỗ này là khu du lịch Vườn Xoài, sẽ đi thẳng vào đường Bắc Sơn để đi vào xã Bình An và vào khu tái định cư thành phố sân bay. Còn đây, nếu như mà ai mà đang ở đường Phùng Hưng, đây là xã An Phước, bên này là xã Tam Phước, bên này là xã An Viễn. Ở đây các bạn có biết là gọi là con đường gì không? Đường Phùng Hưng ra ngoài quốc lộ 51. Thì ở đây nó có con đường gọi là con đường bờ đê này là đi sau khu công nghiệp Long Đức và sẽ đi ra công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng. Bây giờ nói đến về Nghĩa Trang Vĩnh Hằng, bây giờ ai sẽ là người biết ạ? Đây là hồ Lộc An. Ở đây là khu công nghiệp Long Đức mở rộng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để mở rộng lần thứ hai. Và mình sẽ hướng dẫn với các bạn luôn là để đi kế tiếp để vào đúng cổng khu công nghiệp Long Đức và game cây gua nằm ở chỗ nào ha. Từ ngã ba Thái Lan đi về Long Thành thì đến cổng khu công nghiệp Long Đức tại ngã tư, thì chỗ này á là cách đó ngã ba Thái Lan là 2 km. Sau đó chúng ta tiến vào thẳng vào khu công nghiệp Long Đức, vào xã An Phước luôn. Khu vực này là khu vực của xã An Phước. Ở đây là màu đỏ là sân bay quân sự quốc phòng. Sân bay quân sự này đã có từ lâu, từ hồi giải phóng nha các bạn. Và chúng ta sẽ đi cổng khu công nghiệp Long Đức sẽ nằm ngay đoạn này. Nếu mà chúng ta rẽ trái thì đi vào khu công nghiệp An Phước. Khu công nghiệp An Phước là cách đường Phùng Hưng 500m. Và để đi vào khu công nghiệp An Phước đó và con đường kế bên hông kia sang Duy Phương, đó là khu vực ấp 8 xã An Phước, gọi là đường Lôi Hổ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ai là người Đồng Nai thì hãy cho mình một like. Ai sinh ra tại Đồng Nai thì hãy comment phía dưới để xem những video kế tiếp. Cũng như tất cả những người mới hãy đăng ký kênh. Những người nước ngoài hãy subscribe và comment phía dưới để cho mình biết rằng các bạn đang xem video này và chỗ nào các bạn thấy hợp lý hoặc không hợp lý thì các bạn hãy comment cho mình biết, để một lời bình để cho mình biết, để mình luôn luôn mang lại cho những cái video trọn vẹn hơn để cho các bạn
cùng xem để biết về quê hương Đồng Nai. Vậy thì chúng ta đã đi từ đường Phùng Hưng vào đường Lôi Hổ, ấp 8, khu công nghiệp An Phước. Chúng ta đi tiếp tục đến đây. Nó là một cầu nối tại ngã ba đầu cổng khu công nghiệp Long Đức. Còn đến đây là Thiền viện Trúc Lâm Chí Đức. Ở đây có một ngôi chùa đã có cách đây khoảng gần 20 năm. Trước đây đã xây dựng như vậy rồi nhưng mà nhiều người vẫn chưa biết. Thiền viện Trúc Lâm Chí Đức, một ngôi chùa rất là lớn. Bây giờ có thể là các bạn sẽ biết bởi vì những con đường thông thương với nhau rồi. Và Kem Cây Gua, một trong những thương mại trung tâm lớn nhất của huyện Long Thành. Đây, mình sẽ chỉ đây. Gần 100 hecta tại xã Long Đức, kế khu công nghiệp Long Đức, giai đoạn mở rộng 2021. Bây giờ là thuộc về Kem Cây Gua của đất xanh, một trong những dự án hàng đầu của huyện Long Thành, tiêu chuẩn rất là đẹp. Tại sao khu vực ở đây mình đã nói từ ngày xưa đến giờ, cách đây 10 năm, thành phố sân bay, thành phố ánh sáng của vệ tinh kinh tế thương mại của đất nước và đứng đầu trong những các nước của Đông Nam Á. Mình cũng rất là hãnh diện bởi vì mình là người Đồng Nai và sinh ra tại Long Thành. Và tại sao mình muốn hướng dẫn cho những chi tiết từng cái bản đồ như vậy? Có những người tại huyện Long Thành mà trước đây mà còn đi làm mà không biết xã Bình An. Xã Bình An là một xã vùng sâu vùng xa, đã có từ ngày xưa. Trong nông trường vẫn nhiều người chưa biết tới. Nha các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin dành cho những người các tỉnh thành cũng như các nước, người nước ngoài đang sống tại Việt Nam hoặc là người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài để biết tới quê hương thành phố sân bay, một thành phố vệ tinh ánh sáng nha các bạn nhé. Vâng, thế rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình từ Ủy ban xã đường 7 số 9 vô như thế nào Lộc An. Thì mình sẽ đi thẳng luôn con đường này vào khu dân cư lớn nhất của huyện Long Thành, Tung Lai Ánh Sáng. Thì đi thẳng qua bên này là thuộc xã Bình An, đường Cầu Mên. Sau này các bạn sẽ đi hết những con đường 769 ra quốc lộ 1A luôn, đi thẳng luôn ra Ủy ban xã Bình An. Mình muốn nói nếu các bạn mà đi tới đây mà để muốn đến với Ủy ban xã thì ở đây nó có một con đường. Đến đây nó có một, sau này nó có một cái ngã ba, các bạn thấy là ngã tư 1, 2, 3, 4, 5 thành ngã 5. Ở ngã 5 thì chúng ta muốn đi về, thẳng đi về An Viễn, huyện Trảng Bom, mà đi thẳng luôn là đi về phía bắc ra quốc lộ 1A, đi vành đai 4 và đi vào đây là Bình Sơn. Ở đây mình muốn nói với các bạn, khu vực này là rừng cao su từ ngày xưa. Bây giờ ở đây là khu công nghiệp Bình An, kế bên là thành phố Nghĩa Trang. Hiện bây giờ cái con đường này mà để kết nối đi qua xã Long Đức đến khu công nghiệp Long Đức, gần đầu cổng khu công nghiệp Long Đức, thì đoạn này là vẫn là đường nhựa nha các bạn. Đoạn từ đoạn này đi ra xã Long Đức là đường nhựa, còn từ chỗ xã Bình An mà đi vô đây vẫn là con đường đất. Thì khi mà kết nối được thì vào đây là những thành phố Nghĩa Trang, công viên Nghĩa Trang rất là đẹp. Mà chết phải có tiền mới chết được trong đây nha các bạn nha. Đó. Thì ở đây là thành phố sân bay. Đồng nghĩa với chúng ta là dân cư đông đúc thì phải có, chúng ta sống và chúng ta cũng phải già rồi, cũng phải mất đi. Đúng không các bạn? Nếu các bạn thấy đúng thì hãy cho mình một like. Và ai đang xem kênh BDS, những người mới hãy đăng ký kênh để comment phía dưới cho mình biết các bạn đang theo dõi kênh BDS Cẩm Ý 1. Ok,
có những người An Phước và xã Tam Phước ở đây á, là không, vẫn có một số người vẫn chưa biết đi con đường này để vào xã Bình An và Bình Sơn. Bởi vì nếu mà đi từ Tam Phước mà đi vào đường cao su, đi đường Lô Hổ thì đi vào xã Bình An này rất là gần nha các bạn. Đó chỉ có 4 đến 5 cây số thôi. Nhưng mà các bạn mà đi không biết đi, các bạn ra quốc lộ 51 để vào xã Bình An này đã tới thành 30 km. Vào xã Cẩm Đường cũng đã thấy xa rồi. Nhưng sau này chúng ta sẽ kết nối đi vào xã Cẩm Đường, Bình Sơn này rất là gần. Chỗ này là có khu biệt thự nhà vườn ấp 2 tại xã An Viễn, để đi kết nối vào đường qua xã Bình Sơn này cũng rất là gần. Và cũng kế vành đai 4. Ở khu vực bên này là khu vực khu công nghiệp Bầu Xéo được mở rộng nha các bạn. Đấy, tất cả những khu công nghiệp Bầu Xéo, hàng trung chuyển nằm ở đây tại đồi 61 sẽ được chuyển về đường theo đường vành đai 4 về vào sân bay Long Thành. Đấy, các bạn thấy chưa? Một cái quy hoạch rất là quy mô và tiện ích rất là nhiều để vào cửa ngõ kinh tế của thành phố sân bay. Ủy ban xã Bình An, và đến đây là nhà thờ giáo xứ Minh Long. Giáo xứ Minh Long cách đường 769 là khoảng 500m. Còn ở đây là nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí. Khu dân cư ở đây là những khu dân cư cũng mới thôi, đã những người công nhân của khu vực nông trường cao su mà có muốn nhột số những người ngày xưa vào đây để làm vùng kinh tế mới. Các bạn biết một lô cao su này không? Một cái ô vuông này rất là lớn, nó tới là 250.000 m2. Cứ một ô như vậy là 25 hecta. Cứ mỗi một ô cao su như vậy thì những cái ô mà cái đường như vậy là tất cả là đều có đường đi trên lô cao su. Vì những cái con đường là đường đất rất là cao mà đi rất là đẹp nha các bạn. Nếu mà chúng ta mà có thích, các bạn trẻ mà thích quay phim chụp hình hoặc là làm những vlog, làm những cái bộ phim về khu vườn, khu rừng hoặc đóng phim, thì về những cái khu vườn cao su này rất là đẹp. Ngày xưa là Biệt Động Sài Gòn á, bộ phim của Sài Gòn Giải Phóng được đóng á, Ván Bài Lật Ngửa, thì cũng được quay phim ở trong những cái lô cao su như thế này tại huyện Long Thành. Huyện Long Thành ngày xưa là huyện nông trường luôn, tất cả các xã là đều là nông trường cao su của thuộc tỉnh Đồng Nai. Và ở khu này, ở xã Bình An á, với trên mặt độ trên đường DT 769, thì có một dự án cũng rất là lớn của Century City Long Thành, khu vực này nha các bạn. Thì có những dự án rất là siêu kinh điển thuộc huyện Long Thành, cộng thêm những dự án tái định cư sân bay quốc tế Long Thành và Game King World ở đầu bên này. Thì các bạn biết là khu vực dưới đây về phía tây, đứng từ cửa khẩu sân bay quốc tế Long Thành, khu vực trung tâm dân cư lớn nhất của sân bay Long Thành, là khu vực này là sẽ phát triển mật độ về dân số con người, khu dân cư lớn nhất tương lai sau này. Rất là hãnh diện điều đó. Long Thành sẽ trở nên một những con rồng vàng. Mình sẽ nói vui cho các bạn nhé. Mình là người Đồng Nai, thì mình có viết một cái bài như thế này: Long An là rồng lành, Long Thành là đã thành rồng. Giờ đã bao nhiêu năm rồng lành Long An, rồng Long An là đã nằm yên ngủ giấc. Và bây giờ Long An thuộc huyện Long Thành là đầu ngõ, từ thành phố nhìn về là đầu ngõ phía đông, để cửa ngõ giáp sân bay Long Thành. Rồng lành đã uẩn chuyển mình, đã ngơi lên và đã trở thành thành rồng. Thành rồng là Long Thành đấy các bạn ạ. Đấy, cho nên thành phố sân bay Long Thành, một trong những thành phố lớn nhất tương lai so bì với tất cả những các nước khác. Mình cũng rất là mong ước cái điều đó. Ở đây thì mình nói vui nha các bạn nhé. Và tương lai là phải như thế.
Và ai là người Đồng Nai thì hãy giơ tay chào mình một cái đi nào. Nhiều khi mình nói chứ xã Bình An này mà có nhiều người ở cách đó là xã Tam Phước, Phước Tân mà còn không biết cái xã Bình An là xã nào, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn là xã Bình An giáp sân bay Long Thành và kế bên xã Bình Sơn, và nằm ngay kế bên tại trung tâm cách dân cư lớn nhất, hiện đại nhất của tương lai, khu vực sân bay Long Thành. Một thành phố vệ tinh, một thành phố ánh sáng. Rồi chúng ta sẽ đến ủy ban xã Bình An, chúng ta dòm coi ở đây có đặc trưng gì. Đất tôn giáo, chợ Bình An, điểm du lịch An Viễn, suối sông Nhạn, chùa Hộ Pháp, khu dân cư đường Bầu Lùng, đi ra quốc lộ 1A, đi ra bưu điện Dầu Dây nha các bạn, đi tiếp đó là đi ra bưu điện Dầu Dây và đi ra khu vực quốc lộ 1A, xa lộ 25 nối liền với quốc lộ 1A. Sau này quốc lộ 1A muốn đi vào sân bay Long Thành là phải đi vào xa lộ 25 và lộ 25 DT25 để đi vào đường 769 vào khu vực sân bay Long Thành. Mình cũng xin chân thành cảm ơn. Hôm nay mình đã đi về quay cho các bạn xem khu vực. Mình cũng rất là cần sự góp ý của các bạn để cho mình thêm những cái kiến thức để mang lại cho các bạn những cái video của kênh nó được trọn vẹn hơn. Và mình cũng xin nói với các bạn là nếu ở trong đây có thay đổi như thế nào thì mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn. Nếu những con đường này có thay đổi hoặc đang làm hoặc những có cái gì thì mình sẽ mang lại thông tin, chia sẻ thông tin cho mọi người cùng xem nhá. Đó. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn. Kết thúc video. Xin bye bye. Hẹn video kế tiếp. CM and Kuvies and Video, BNK Kane, BDS Kemi 1 in CHF CMN.